Mình ăn bình thường, không có bị. Thịt gà này có. Mình cắt cái cuốn này ra, ngay cái cuốn này anh bị hết mấy cái cuốn ra. Mềm quá. Ừ, mềm mà lẫn nút mà. Mình cái cuốn này, bẻ cái cuốn này. Nước này hết ăn chay rồi ha, thế giới xuống núi rồi. Ngon á, thịt gà ngon, hấp không mà ngon rồi. Ngon á. Em đang ăn một cục nè. Ừ, anh điểm nha, người ta thôi được rồi, ba mẹ ăn cơm mà. Con cái là lết sành quá rồi. Thôi mẹ ăn cơm nha, không quay nữa nha. Dạ, ăn từ từ, nuốt từ từ ha.